Wow, cái bánh nhìn rất là vàng mà đẹp quá chừng luôn. Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp các bạn trong video kế tiếp của mình hôm nay. Hôm nay thì nhân một cái ngày lễ của lễ tạ ơn, mình cũng mến chúc các bạn một ngày lễ thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Mời các bạn cùng vô bếp chung với mình làm một cái món bánh đó cũng đơn giản, đó là món bánh cà rốt và khóm. Bánh cà rốt với lại khóm thì cũng dễ làm. Ở đây á thì mình đã chuẩn bị á là 4 cái trứng, 2 gói bột nổi, 1 lon khóm đã sắc nhỏ, 1 chén đường dung, 2 chén bột mì, 2 chén cà rốt bào sẵn. Ở đây thì mình có là 200 ml sữa tươi không đường, và mình sẽ dùng thêm là dầu cải, thì mình cũng sẽ dùng là 200 ml dầu ăn. Mình cho 4 cái trứng và 1 chén đường để mình quậy cho cái trứng nó tan ra. Bây giờ mình trộn trứng với đường cho nó tan. Và bây giờ mình sẽ cho cái sữa vô để mình quậy luôn. Và tiếp tục thì mình sẽ cho dầu ăn vô, 200 ml dầu ăn. Và phần cà rốt mình cũng trộn mấy cái hỗn hợp này vô luôn cà rốt. Mình sẽ cho hết cái lon khóm này vô. Bây giờ mình sẽ cho cái phần bột vô thì mình cho từ từ, để mình khuấy cái bột cho nó không có bị lợn cợn.
Và bây giờ mình cho bột nổi vô. Xin lỗi các bạn, hồi nãy mình quên cái phần nguyên liệu đó là dừa sấy khô á, mà cái loại dừa này nó có hơi sợi sợi chút như vậy nè. Thì ở đây là mình có thêm á, là một chén dừa sấy nha. Và mình cũng sẽ cho chung với lại cái bột của mình luôn. Sau khi mình trộn đều hết tất cả nguyên liệu vào thì mình sẽ cho một chút xíu nước nước vani cho nó thơm. Mình cho chút xíu thôi. Và mình trộn đều lên. Mình chưa có nướng bánh mà hiện thời bây giờ mình ngửi được cái mùi của khóm với lại dừa, cà rốt ấy, nó rất là thơm luôn. Rồi, nguyên liệu của mình đã xong. Và hôm nay mình cũng dùng cái khung của silicone này, mà mình thích có cái chút xíu cái vị thơm của bơ, thì ở đây mình có chét một chút xíu bơ vào trong cái khung và mình sẽ cho cái hỗn hợp này vô. Bây giờ mình đã set cái nhiệt độ là 350. Mình để 1 tiếng nha. Nhưng mà tại vì cái đồng hồ mình set 1 tiếng á, cho nó warm up cái bếp đó, thì bây giờ cái nhiệt độ nó đã được 350 rồi. Mình sẽ chuẩn bị mình cho bánh vào. Và bánh á, mình sẽ để với cái khung nướng á, ở ngay phía giữa. Khi mình nướng á, được gần 1 tiếng đồng hồ, mình sẽ thăm bánh coi cái bánh nó chín chưa. Tùy theo cái oven của cái mỗi gia đình, cái nhiệt độ oven nó khác nhau, cho nên mình sẽ kiểm tra bánh sau đó. Cái bánh của mình bây giờ mình cũng đã nướng được 20 phút rồi. Và cái bột á, mình đã thấy nó đã nổi lên phía trên, nở thêm được bột lên trên cao được
gần cái khung á. Nhưng mà chút xíu nữa mình sẽ cho các bạn xem khi mà cái bánh nó gần chín. Bây giờ cái đồng hồ của mình đã hết giờ. Và bây giờ mình sẽ đi coi cái bánh của mình chín như thế nào nha. Wow, cái màu nó rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ mình đi thăm bánh thử coi cái bánh của mình nó đã chín chưa. Bánh của mình nó không có dính bột nữa thì cái bánh của mình nó đã chín đủ rồi. Bây giờ mình sẽ để cái bánh trong cái bếp và mình sẽ hở cái cửa lại để cho cái bánh của mình nó từ từ nó nguội đi. Cái bánh của mình á, bây giờ nó đã được nguội được bớt rồi. Và mình sẽ úp cái bánh ra. Rồi bây giờ mình sẽ cắt ra nha các bạn, mình coi cái bánh của mình nó ra sao. Wow, giờ mình lấy miếng bánh ra các bạn nhìn nè, nó rất là mềm và nó rất là ẩm luôn. Bây giờ mình bỏ lên dĩa. Sau khi mình đã cắt bánh ra, bây giờ mình sẽ thử bánh rồi mình sẽ cho các bạn biết cái vị bánh của mình nha. Mời các bạn. Cái độ ẩm của cái bánh đó, nó rất là mềm. Cái vị khóm á, nó hơi chua chua. Cái vị béo của dừa sợi á, nó rất là béo luôn. Ngọt thì mình làm cũng không có ngọt lắm, mình thấy nó cũng vừa ăn. Cái độ ẩm của nó rất là ngon, nó không có bị khô cái bánh của mình. Mình cũng rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video chia sẻ của mình hôm nay, đó là món bánh cà rốt với lại khóm. Mong rằng các bạn có thể thử, mình thấy nó cũng rất là dễ làm. Nếu các bạn cảm thấy hấp dẫn thì các bạn cho mình xin một like, đăng ký ủng hộ cho mình và nhớ share video của mình. Mình cũng mến chúc các bạn là một ngày lễ tạ ơn thật là vui vẻ bên gia đình và nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo của mình nha. Bye bye.